Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì với một cái phương châm là đưa tin nóng cho quý vị và các bạn. Và chủ đề của chúng tôi là dân ta phải biết luật ta. Hôm nay tôi đổi mới để mà đưa đến quý vị và các bạn những cái quy định của pháp luật Việt Nam trong cái luật an ninh mạng đã được Quốc hội thông qua vào ngày hôm nay, ngày 12 tháng 6 năm 2018, và dự định sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, đối với quy định của luật an ninh mạng thì có 43 điều, thì tôi cũng sẽ phân thành là 4 cái video và đọc rất chậm cho quý vị và các bạn đều có thể nghiên cứu và hiểu. Thưa quý vị và các bạn, điều 1, phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, trách nhiệm của cơ quan tổ chức có liên quan. Điều 2, giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. An ninh mạng là sự đảm bảo hoạt động trên không gian mạng, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Không gian mạng quốc gia là không gian mạng do chính phủ xác lập, quản lý và kiểm soát. Cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia là hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật để tạo lập, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin trên không gian mạng quốc gia, bao gồm hệ thống truyền dẫn, bao gồm hệ thống truyền dẫn quốc gia, hệ thống truyền dẫn kết nối quốc tế, hệ thống vệ tinh, hệ thống truyền dẫn của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng, viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng. Hệ thống các dịch vụ lõi bao gồm hệ thống phân luồng, điều hướng thông tin quốc gia, hệ thống phân giải tên miền quốc gia, hệ thống chứng thực quốc gia, các cái hệ thống cung cấp dịch vụ kết nối, truy cập Internet của doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng. Dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm dịch vụ trực tuyến, dịch vụ công nghệ thông tin có kết nối mạng phục vụ quản lý, điều hành của cơ quan, tổ chức, tập đoàn kinh tế, tài chính quan trọng, cơ sở dữ liệu quốc gia. Dịch vụ trực tuyến bao gồm dịch vụ điện tử, thương mại điện tử, trang thông tin điện tử, diễn đàn trực tuyến, mạng xã hội, blog. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của đô thị thông minh, Internet vạn vật, hệ thống phức hợp, thực, ảo, điện toán, đám mây, hệ thống dữ liệu lớn, hệ thống dữ liệu nhanh, hệ thống trí tuệ nhân tạo. Cổng kết nối mạng quốc tế là nơi diễn ra các hoạt động, chuyển nhận tín hiệu mạng qua lại giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Tội phạm mạng là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để thực hiện tội phạm quy định tại Bộ luật Hình sự. Tấn công mạng là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để phá hoại, gây gián đoạn hoạt động máy tính, mạng máy tính, hệ thống thông tin. Khủng bố mạng là việc sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố. Gián điệp mạng là hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, mật mã, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác để chiếm đoạt. Thu thập trái phép thông tin, tài nguyên thông tin trên mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu hoặc phương tiện điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tài khoản số là thông tin dùng để chứng thực, xác thực, phân quyền các ứng dụng, dịch vụ trên không gian mạng. Nguy cơ đe dọa an ninh là tình trạng không gian mạng xuất hiện dấu hiệu đe dọa, xâm phạm an ninh quốc gia, gây tổn hại nghiêm trọng trật tự an toàn xã hội,
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Sự cố an ninh mạng là sự việc bất ngờ xảy ra trên không gian mạng, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tình huống nguy hiểm về an ninh mạng là sự việc xảy ra trên không gian mạng khi có hành vi xâm phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia, gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân hoặc gây thiệt hại về tính mạng con người. Điều 3. Chính sách nhà nước về an ninh mạng. Ưu tiên bảo vệ an ninh mạng trong quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ và đối thoại, đối ngoại. Xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ưu tiên nguồn lực xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng, tổ chức cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng. Ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ để bảo vệ an ninh mạng. Khuyến khích tạo điều kiện để tổ chức cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng, xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng, nghiên cứu phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm bảo vệ an ninh mạng, phối hợp với cơ quan tổ chức bảo vệ an ninh mạng, tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng. Điều 4. Tuân thủ hiến pháp, pháp luật, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của nhà nước, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, kết lập chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quyền của con người, quyền công dân, tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân hoạt động trên không gian mạng. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, sẵn sàng ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng. Triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện về an ninh mạng trước khi đưa vào vận hành, sử dụng, thường xuyên giám sát, kiểm tra về an ninh mạng trong quá trình sử dụng, kịp thời ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng. Mọi cái hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh. Điều 5. Biện pháp bảo vệ an ninh mạng bao gồm thẩm định an ninh mạng, đánh giá điều kiện an ninh mạng, kiểm tra an ninh mạng, giám sát an ninh mạng, ứng phó khắc phục sự cố an ninh mạng, đấu tranh bảo vệ an ninh mạng, sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin mạng, ngăn chặn yêu cầu tạm ngừng, ngừng cung cấp thông tin mạng, đình chỉ, tạm đình chỉ các hoạt động thiết lập, cung cấp, sử dụng mạng viễn thông, mạng Internet, sản xuất và sử dụng thiết bị phát, thu, phát sóng vô tuyến điện theo quy định của pháp luật. Yêu cầu xóa bỏ, truy cập thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thu thập dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trên không gian mạng, phong tỏa, hạn chế hoạt động của hệ thống thông tin, đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, thu hồi tên miền theo quy định của pháp luật, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, các biện pháp khác theo quy định của pháp luật về an ninh mạng quốc gia, pháp luật và xử lý vi phạm hành chính. Chính phủ quy định trình tự thủ tục áp dụng biện pháp an ninh bảo vệ an ninh mạng, trừ các biện pháp quy định tại điểm M và N khoảng 1 điều này.
bảo vệ không gian mạng quốc gia. Nhà nước áp dụng biện pháp để bảo vệ không gian mạng quốc gia, phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trên không gian mạng. Điều 7. Hợp tác quốc tế về an ninh mạng. Hợp tác quốc tế về an ninh mạng được thực hiện theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Nội dung hợp tác quốc tế về an ninh mạng bao gồm nghiên cứu, phân tích xu hướng an ninh mạng, xây dựng cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa tổ chức cá nhân Việt Nam với tổ chức cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế về an ninh mạng, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, trang thiết bị, công nghệ bảo vệ an ninh mạng, phòng chống tội phạm an ninh mạng, các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, ngăn ngừa các nguy cơ đe dọa an ninh mạng, tư vấn đào tạo phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng, tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế về an ninh mạng, ký kết thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về an ninh mạng, thực hiện chương trình hợp tác quốc tế về an ninh mạng, hoạt động quốc tế khác về an ninh mạng. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì Quốc hội thực hiện hợp tác quốc tế về an ninh mạng, trừ những cái hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện hợp tác quốc tế về an ninh mạng trong phạm vi quản lý. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh mạng. Trường hợp hợp tác quốc tế về an ninh mạng có liên quan đến trách nhiệm của nhiều bộ ngành do Chính phủ quyết định. Hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh mạng của bộ ngành khác, các cái địa phương phải có văn bản tham gia ý kiến của Bộ Công an trước khi triển khai, trừ các hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ Quốc phòng. Điều 8. Các hành vi nghiêm cấm. Sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi sau đây. Hành vi quy định tại khoản 1 điều 18. Tổ chức hoạt động cấu kết xúi dục mua chuộc, lừa dối, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác, hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người, đăng tải thông tin dâm ô, đồi trị, tội ác, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, xúi dục lôi kéo kích động người khác phạm tội, thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng, gây sự cố tấn công xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, sản xuất đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm có hành vi cản trở, gây rối hoạt động mạng vi tính, mạng viễn thông, phát tán chương trình tin học, gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông của phương tiện điện tử của người khác, chống lại các cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng, tấn công và vô hiệu hóa trái pháp luật, làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng, lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân để trục lợi, hành vi khác quy định của luật này. Điều 9. Xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Người nào có hành vi vi phạm quy định của luật này thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cái luật an ninh mạng có tổng cộng là 43 điều và chắc chắn là chúng tôi sẽ chia ra làm 4 phần.
Mục đích của chương trình Dân ta phải biết luật ta là muốn gửi những cái thông tin mà quý vị và các bạn sẽ đọc một cách rất là khó khăn, và chúng ta sẽ update thông qua cái giọng đọc của luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Và hy vọng rằng trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta sẽ nhận được cái phản hồi rất là tích cực từ quý vị và các bạn. Thật ra thì với mang một cái tính chất cá nhân, tôi cũng chỉ muốn thông qua cái phương tiện của YouTube để chuyển đến quý vị và các bạn bằng cái giọng nói của chính luật sư Dân ta phải biết luật ta, để quý vị và các bạn đỡ phải cực công đi nghiên cứu từng điều từng khoản.